năm tính cách quan trọng trong cuộc sống. Một, hãy trân trọng đồng tiền, quý trọng đồng tiền công mồ hôi của chúng ta, thậm chí còn trải ra tróc dãy để chúng ta như thế nào mới kiếm được đồng tiền mà. Tuy nhiên, đừng có vì tiền mà bất chấp tất cả, đặc biệt là quá tham dẫn đến gì vi phạm pháp luật thì nguy hiểm lắm. Hai, hiểu rõ bản chất của lao động và kinh doanh. Bản chất nó là gì? Tạo ra giá trị cho khách hàng, tạo ra giá trị cho xã hội, đừng có làm việc gây hại là được. Ba, sống ở đời mà luôn có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng, bạn không tin hỏi người thành công luôn, họ luôn có. Bốn, làm bất kỳ việc gì cũng vậy, mình phải xây dựng ra cái quy trình, quy chuẩn, chỉ tiêu để sau này mình bám đó mình làm, mình không phải bị cảm tích. Năm, đừng có tư duy bảo thủ và cổ hủ, hãy mở cái đầu của mình ra, đặc biệt học hành hoặc đi trải nghiệm nhiều quá, đầu óc mình nó sáng ra, nó mới đi theo kịp thời đại được. Cần tư vấn kinh doanh riêng, inbox cho mình nha.